chiết thủy sản Audi 9000 là sản phẩm tuyệt vời có thể giúp bạn làm sạch ao nuôi, sát trùng nguồn nước, diệt khuẩn virus trong ao nuôi hiệu quả. Sản phẩm này được tập đoàn VMC Group Việt Nam sản xuất và đóng gói tại Cần Thơ và được phân phối trên toàn quốc. Audi 9000 với thành phần chính là Audi nguyên chất 1% pha với dung môi nước vừa đủ 100%. Với công dụng giúp diệt khuẩn, diệt virus, ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật độc hại trong ao nuôi. Ngoài ra, Audi 9000 có thể dùng để sát trùng bồn, bể nuôi, lồng bè, vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị trong ao nuôi tôm cá. Về cách sử dụng, trong trường hợp diệt vi khuẩn định kỳ trong ao nuôi, 1 lít Audi 9000 cho 4.000 đến 6.000 mét khối, dùng định kỳ 10 đến 15 ngày. Trong trường hợp tiêu diệt khuẩn virus tức thì gây bệnh, dùng 1 lít cho 2.000 mét khối, sử dụng liên tiếp 2 ngày. Đặc biệt lưu ý, sử dụng sản phẩm khi chiều mát hoặc ban đêm để đạt hiệu quả diệt khuẩn tốt nhất. Phía trên là toàn bộ thông tin cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm Audi 9000. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ đến số hotline 0947 464 464 hoặc để lại comment bên dưới clip này để được hỗ trợ tốt nhất.